Tối 16 tháng 7, trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2022, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ dâng hương thắp nến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Xúc động dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ, ông Nguyễn Thanh Sơn, 64 tuổi chia sẻ, cha mình là liệt sĩ Nguyễn Nhu, hy sinh năm 1971 khi ông chỉ mới 10 tuổi. Trong ký ức của cậu bé 10 tuổi, nhà ông ngoài là cơ sở đóng tủ, còn là kho chứa vũ khí của lực lượng biệt động thành trên đường Trần Quang Diệu, quận 3. Không may, cơ sở bị lộ do chỉ điểm, liệt sĩ Nguyễn Nhu đã tự mổ bụng, phản đối kẻ thù và qua đời. Thắp nén nhang và đặt nến trước bia mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Trí, hy sinh năm 1957, ông Nguyễn Kim Quang, 66 tuổi cho biết đây là mộ của cha ông. Cha ông từng là quý viên thường vụ tỉnh Gia Định, nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, và hy sinh khi bị biệt giam, lúc ông Quang mới 1 tuổi. Ông Quang chia sẻ, mỗi lần đến đây tôi cảm thấy xúc động và tự hào, thấy Côn Đảo đổi thay, hồi sinh mạnh mẽ, tôi thấy rất mừng vì xương máu của cha tôi và bao đồng đội thế hệ đi trước không vô nghĩa. Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tối 16 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh còn phối hợp với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, chương trình thu hút đông đảo du khách và người dân Côn Đảo tham dự. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.